Giá thuốc bảo vệ thực vật ngày 4 tháng 10 năm 21 cách tiết kiệm và giảm chi phí giá vật tư nông nghiệp. Xem giá vật tư nông nghiệp vừa tiết kiệm thời gian chi phí vừa không sợ mua lầm giá cao. Kênh giá vật tư nông nghiệp xin chào mừng bà con anh chị em nông dân Việt Nam đến với một tin tức nông nghiệp. Chúc bà con nông dân làm giàu bằng cách xây dựng một nền nông nghiệp xanh, bền vững với kiến thức sức khỏe cây trồng. Hôm nay là ngày 4 tháng 10 năm 2021. Video này dành cho bà con là nông dân, các chú bác, nông dân miền Tây đang trồng lúa, làm rẫy, làm vườn. Có phải bà con gặp khó khăn trong việc phòng và trị sâu bệnh khi phun thuốc vào mùa mưa dầm, thuốc bị rửa trôi và phải tốn công phun lại lần hai và tốn thêm tiền mua thuốc mà có khi không hiệu quả? Nếu phun lúc trời nắng thì mất tác dụng, gây ra bệnh nặng thêm hoặc sâu rầy kháng thuốc, lúc này thì buộc phải tăng liệu và dĩ nhiên tốn thêm tiền. Còn một việc mà bà con thường rất khó chịu là khi trồng cây có tính trơn bóng, lá nhặn bóng, côn trùng bọ trị trốn ở mặt dưới lá nên thuốc không tới được, vì thế phun thuốc cũng như không. Chính vì để giúp bà con nông dân nông thôn nên chúng tôi kênh giá vật tư nông nghiệp sẽ giới thiệu cho bà con một giải pháp giúp giải quyết các vấn đề trên. Hãy dành ra 5 phút thôi, theo dõi bà con sẽ biết sản phẩm hỗ trợ và giá của sản phẩm này ngay. Hiện nay để giúp quản lý các đối tượng dịch hại trên đồng, vườn cây ăn trái và rau màu, bà con nông dân đa phòng thường tăng liều thuốc bảo vệ thực vật nhằm gia tăng hiệu quả, nhưng dẫn đến hệ lụy là sâu bệnh hại ngày càng kháng thuốc và khó phòng trị hơn. Bên cạnh đó, với điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường như hiện nay đã gây ra không ít khó khăn cho bà con trong việc phun thuốc. Như mưa rửa trôi, trước nắng và gió là hai thứ làm tốn công nhất. Còn một việc nữa là bà con trồng một số loại cây mà lá thân và trái có đặc tính nhẵn bóng hoặc không thấm nước, ví dụ như cà chua, lá xài, dây thanh long, lá môn, lá sen, thuốc phun lên bị trôi tuột và không hấp thu được. Đặc biệt các loài côn trùng gây hại có đặc tính trốn tránh ẩn nấp bên trong hoặc bên dưới lá nên hiệu quả cũng không cao. Để khắc phục những vấn đề khó khăn trên, quý bà con hãy sử dụng sản phẩm Lực Sĩ Kiến Càng, là công trình nghiên cứu của thầy phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hai Trường Đại học Cần Thơ. Sản phẩm có nguồn gốc sinh học từ thiên nhiên, có sức mạnh hỗ trợ làm gia tăng hiệu lực thuốc bảo vệ thực vật, giúp gia tăng khả năng phòng trừ sâu bệnh cỏ dại một cách nhanh chóng và triệt để. Sản phẩm Lực Sĩ Kiến Càng có đặc tính loang chảy, lưu dẫn và thấm sâu. Sau khi bà con phun thuốc, 5 đến 10 phút sau Lực Sĩ Kiến Càng sẽ giúp thuốc bảo vệ thực vật loang trải đều trên bề mặt, giúp thuốc thấm sâu vào muôn lá. Cách sử dụng: sau khi pha thuốc bảo vệ thực vật, bà con tiến hành cho thêm 10ml Lực Sĩ Kiến Càng, cho bình máy 25 lít. Sau đây chúng tôi xin báo giá thuốc bảo vệ thực vật. Lực Sĩ Kiến Càng chất trợ lực, loang trải, là chất giúp thuốc thấm sâu, lưu dẫn. Dạng nước bán tại cửa hàng là 46.000 đồng một chai loại 100ml và 110.000 đồng một chai loại 250ml. Giá có thể dao động ở từng nơi, từng cửa hàng do sức mua và tình hình dịch bệnh và có mức chênh lệch nhẹ. Hãy chia sẻ video cho những bạn nông dân của bà con, chia sẻ cho người thân đang trồng trọt và quan tâm giá phân bón vật tư nông nghiệp. Hãy chia sẻ cho họ biết bà con quan tâm đến họ, bà con là người biết giá trước tiên, muốn giúp đỡ họ. Bà con nông dân còn thắc mắc hay muốn biết về giá của loại thuốc nào, thông tin về một loại thuốc cụ thể, chúng tôi sẽ làm về video đó cho bà con, hãy để lại bình luận. Video ra mỗi ngày để cập nhật giá kịp thời cho bà con. Chọn biểu tượng YouTube, chọn vào thanh tìm kiếm trên đầu, nhập giá vật tư nông nghiệp. Nhấn Enter hoặc chọn hình kính lúp. Chọn hình cô gái đội nón lá có dòng chữ giá vật tư nông nghiệp. Chọn chữ đăng ký. Chọn cái chuông, chọn tất cả.